Li An mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Li An sẽ làm chiếc bao lì xì từ giấy học sinh. Đây là các bạn. Thì chắc hẳn là bạn nào cũng có những cái quyển tập dư ở học kỳ trước ha. Thì các bạn có thể lấy ra sử dụng. Thì Li An sẽ dùng cái cuốn vở mà Li An lúc trước đã ghi chép nè. Thì bây giờ Li An sẽ lấy ra một đôi. Các bạn nhớ là khi mà làm chiếc bao lì xì này thì các bạn sử dụng một đôi giấy nha các bạn. Như thế này. Li An sẽ lấy ra. Li An kẻ một đường như thế này. Li An tiếp tục đo từ cái phần kẻ này về phía bên trái là 8 cm. Đây nè các bạn, 8 cm này. Li An tiếp tục kẻ một đường nữa ha. Rồi, sau đó Li An này tiếp tục đo này. Từ cái đường kẻ này Li An này tiếp tục đo 8 cm này các bạn. Li An kẻ một đường như thế này. Sau đó Li An sẽ chỗ này là 8 cm này. Chỗ này là 8 cm này. Cái đoạn này khoảng 15 cm. Từ đây đến đây nha các bạn. 15 cm. 8 cm. Và cái đoạn này thì khoảng là 1,5 cm. Rồi bây giờ Li An sẽ cắt ra. Video này Li An làm chậm và Li An làm rất là chi tiết để cho các bạn có thể quan sát và có thể tự làm ha. Thì làm bao lì xì thì quan trọng nhất là cái phần kích thước. Các bạn cắt được cái phần kích thước thì các bạn sẽ làm được bao lì xì ha. Còn cái phần trang trí thì bạn nào thích trang trí kiểu nào thì các bạn cứ trang trí theo cái ý của mình. Sau đó Li An sẽ cắt xéo những cái đầu nối như thế này ha các bạn. Li An sẽ cắt xéo nè. Để khi mình dán nó không có bị hở ra ha. Đó, Li An cắt xéo như thế này ha các bạn. Rồi, sau đó Li An tiếp tục phía ngoài này vào trong là 1 cm ha các bạn. Tiếp tục từ mép ngoài này vào trong là 1 cm. Sau đó Li An sẽ kẻ một đường xuống như thế này. Đó, bên này cũng vậy. Tương tự ha. Nếu mà các bạn xem những cái video làm bao lì xì ở những cái video trước của Li An thì các bạn sẽ biết cách cắt ha các bạn. Mà những cái video đó thì Li An không có quay tiếng. Còn video này thì Li An quay có tiếng nha các bạn, dễ theo dõi ha. Đây các bạn cắt xuống như thế này ha các bạn. Rồi Li An sẽ bo một xíu như thế này ha. Mình bo tròn đây nè các bạn, mình bo tròn ở chỗ cái góc này nè. Đó, để khi mà mình gấp cái nắp này xuống á thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ok, bây giờ Li An sẽ thực hiện gấp cái bếp giấy này vào trong ha. Gấp cái bếp giấy này vào trong. Rồi bây giờ Li An sẽ gấp cái phần này vào ha các bạn. Các bạn nhìn nè. Đó, Li An gấp cái phần này vào nè. Rồi Li An tiếp tục gấp cái phần này vào luôn. Đây. Sau đó thì Li An sẽ gấp như thế này. Đó, các bạn thấy ra hình dáng của chiếc bao lì xì vậy nè. Đó. Sau đó Li An sẽ gấp cái nắp của bao lì xì lại như thế này ha các bạn. Rồi. Bây giờ Li An sẽ sử dụng keo sữa để Li An dán ha. Nếu mà các bạn có băng keo hai mặt thì các bạn có thể dán vào đây ha các bạn, dán vào đây. Bây giờ Li An sử dụng keo sữa để Li An dán. Thì những video trước thì Li An có sử dụng băng keo hai mặt rồi. Video này Li An sử dụng keo sữa để Li An dán cho các bạn xem. Bởi vì có nhiều bạn là không có băng keo hai mặt ha. Đó. Các bạn có thể sử dụng keo trong hoặc là hồ khô đều được hết nha các bạn. Rồi, Li An thoa đều keo như thế này. Bây giờ Li An sẽ gấp cái phần giấy bên này qua ha, gấp qua như thế này nè. Rồi Li An sẽ phần nắp của cái bao lì xì lại ha. Vậy là chúng ta đã có được cái bao lì xì rồi nè. Đó, các bạn có thể bỏ tiền vào đây ha. Rồi bây giờ ta hãy trang trí cho chiếc bao lì xì
thêm đẹp hơn như thế này ha. Bây giờ Liam sẽ trang trí lên cái bao lì xì này nha các bạn.